Ngày 21 tháng 4, Ủy ban Nhân dân xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khoanh vùng giếng khoan có khí lạ phun lên để cơ quan chức năng phân tích. Trong lúc chờ, người dân đã tận dụng luồng khí này để nấu ăn. Giếng khoan có khí phun lên và có thể đốt cháy được nằm trong vườn của bà Phùng Thị Nghìn, huyện Đạ Tẻ. Vụ việc diễn ra đã hơn một tháng, khi giếng bà Nghìn thuê thợ khoan đạt độ sâu khoảng 30 mét thì bất ngờ xuất hiện dòng khí lạ, phun lên rất mạnh. Người dân lấy cát lấp và đổ nước đều không chắn được dòng khí. Họ châm lửa đốt thì khí bùng cháy, ngọn lửa có màu vàng xanh. Ông Bùi Văn Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Nhơn cho biết, sau một thời gian khí yếu dần, cơ quan chức năng nhận định ban đầu đây là khí metan, CH4. Có thể trước đây khu vực xuất hiện khí là vùng có bồi lắng lá cây, củi, than bùn. Quá trình phân hủy tự nhiên tạo ra khí, khi vô tình khoan chúng thì khí phun lên. Bà Nghìn cho biết nơi bà ở là đất khai hoang khi bà từ ngoài Bắc vào. Trên nền đất chưa từng có chuồng trại nuôi heo, nên loại trừ khả năng phía dưới giếng khoan này là hầm bể phốt.